Hello các bạn đã đến với kênh YouTube của Xe Đạp VIP. Và ngày hôm trước thì mình nhớ là có một bạn đã comment ở trên video của Xe Đạp VIP rằng là muốn tìm một dòng xe đạp thể thao trong tầm giá từ 13 đến 14 triệu, size bánh 27,5. Và anh chắc là do anh đấy khá là cao, nhưng mà ngân sách thì khoảng 13-14 triệu. Và ngày hôm nay thì mình có sẵn một cái mẫu Giant ATX 860 của phiên bản 2020. Thì nó đang sở hữu với mức giá là hơn 14 triệu đồng. Mình nhớ không nhầm là mức giá là hơn 14 triệu với mức giá niêm yết của hãng như thế. Thì ngày hôm nay mình cũng làm video này để giới thiệu cho các bạn. Đây là mẫu ATX 860, là cái mẫu đời cao nhất của dòng ATX. Mà cái cấu hình của nó ấy, thì nó lại khá là cao, và nó cũng cấu hình thì nó cũng phải xem với những con dòng XTC các bạn ạ. Thì về cái dòng Giant ATX 860 này, thì nếu như mà các bạn đã theo dõi kênh YouTube của Xe Đạp VIP rồi thì mình đã làm rất là nhiều những video về 860, và mình sẽ không đi chi tiết quá cho các bạn, và chỉ nhấn mạnh vào một số những cái điểm nổi bật, ví dụ như là khung nhôm của con này. Nhôm này là nhôm không mối hàn, thực ra là nó là có mối hàn nhưng mà các cái mối hàn của nó đã được mài đi này. Các bạn nhìn thấy nó rất là tinh tế và dây của nó thì đi âm sườn. Nhưng cái dòng cao cấp của Giant thì các bạn sẽ không phải lo về cái vấn đề thiết kế của xe, vì nó đã quá ư là chuẩn mực. Con này thì nó được sử dụng phục hơi này. Và các bạn thấy là có một đặc điểm là nó được sử dụng mở khóa nhanh ở trên ghi đông. Cái đặc điểm như thế này, cái điểm nổi bật như này là giúp cho các bạn có thể là, ví dụ như một số dòng ấy, phục của nó thì được gắn ở đây, khi mà các bạn lái xe thì các bạn có phải với người xuống để các bạn mở thì nó cũng khá là bất tiện. Thì cái dòng cao cấp Giant này thì họ đã thiết kế luôn ở trên ghi đông này rồi. Và phần ưu điểm tiếp theo đó là bộ phanh dầu Techo, và bộ đề này là bộ đề Deore. Đấy, các bạn có thể thấy là Deore, nó cũng là một cái bộ đề khá là cao cấp của Shimano rồi. Và nó sở hữu mức tốc độ đó là 30 tốc này. Đùi đĩa cốt trục vuông này. Đùi đĩa và bộ chuyển động trước cũng là Shimano Deore. Đó. Chuyển tốc sau cũng là Shimano Deore với 10 tầng lip. Và cái lip trắng của nó nhìn rất là sang và bóng con xe. Với cái dòng ATX 860 này của Giant thì nó vẫn sử dụng là mở khóa nhanh. Còn với những cái dòng XTC thì nó cái mở khóa nhanh của nó thì nó lại không sử dụng mở khóa nhanh, mà nó lại sở hữu một cái mở khóa và có một cái răng được thiết kế ở đây để bảo vệ chống khỏi bụi bẩn, nước mưa bám vào. Và khi mà các bạn mở thì nó cũng hơi khó một chút, vì các bạn sẽ mang theo một cái bộ lục lăng để các bạn có thể mở cọc yên lên. Và nếu như mà các bạn muốn sở hữu chiếc xe này thì các bạn hãy liên hệ đến số hotline 0964005166 hoặc 0936307317 để được tư vấn và đặt hàng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của Xe Đạp VIP. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.